Chương 31. Sang xuân ta sẽ trở về. Ngay ngày hôm sau, Phật và các vị trưởng thượng trong giáo đoàn đi thăm viếng Trúc Lâm. Thật là một nơi cư trú lý tưởng cho giáo đoàn khất sĩ. Khu vườn rộng vào khoảng 40 mẫu, tre mọc xanh tốt, đủ các loại. Hồ Kalandaka tọa lạc ở giữa rừng tre là một nơi rất thuận lợi để các vị khất sĩ tắm giặt và đi kinh hành. Tre rất nhiều, những chiếc thảo am có thể được dựng lên rải rác để làm chỗ cư trú cho các vị đại đức lớn tuổi. Các vị đệ tử lớn như Kiều Trần Như, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều rất hoan hỷ. Họ hợp nhau lại và hoạch định cách tổ chức Trúc Lâm thành một tu viện có quy củ. Phật dạy: mùa mưa không tiện lợi cho sự du hành, các vị khất sĩ cần có nơi an cư trong mùa mưa để cùng tu học với nhau. Như vậy họ tránh được sự ướt át và dẫm đạp lên trên các loại côn trùng thường bò ra đầy dễ. Ta muốn mỗi năm căn cứ vào đầu mùa mưa, các vị khất sĩ phải tìm nơi an cư tu học với nhau, khỏi phải đi du hành đây đó. Trong suốt 3 tháng đó, thiện nam và các tín nữ có thể mang thực phẩm tới cúng dường tại các trung tâm an cư, và mỗi ngày họ sẽ được các vị xuất gia chỉ dạy về đạo lý tỉnh thức. Truyền thống an cư được thiết lập, chỉ còn 15 hôm nữa mùa an cư được bắt đầu. Với sự điều khiển của đại đức Mục Kiền Liên, các vị khất sĩ trẻ tuổi đã dựng lên một tịnh xá nhỏ cho Phật và nhiều tịnh xá nhỏ khác cho các vị khất sĩ trưởng thượng hoặc lớn tuổi. Tất cả đều được làm bằng tre, tranh và bùn đất. Tịnh xá của Phật tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn. Phía sau tịnh xá có một bụi tre vàng rất đẹp. Bên trái tịnh xá cũng có một bụi tre thật xanh tươi và cao. Bụi tre này cho Phật rất nhiều bóng mát. Thầy Naga Samala đã đóng cho Phật một cái chõng tre để người nằm nghỉ. Người cũng ngồi thiền trên đó. Thầy lại còn kê cho Phật một dải nước ở phía sau tịnh xá để người có chỗ rửa mặt và tay chân. Thầy Naga Samala là một vị khất sĩ trẻ. Trước đây, thầy đã từng là đệ tử của Đại Đức Ca Diếp khi Đại Đức còn chưa xuất gia theo Phật. Từ ngày dọn về tu viện Trúc Lâm, thầy Naga Samala được Đại Đức Ca Diếp tiến cử lên Phật để làm thị giả cho người. Đại Đức Xá Lợi Phất đã tiếp xúc với một vị cư sĩ ở thành Dương Xá, và vị cư sĩ này đã đem cúng dường tu viện Trúc Lâm một chiếc chuông đồng. Đại Đức đã cho treo chuông gần hồ Kalandaka với một cành cổ thụ. Tiếng chuông báo hiệu giờ giấc tu học trong tu viện và trở thành hiệu lệnh cho tất cả tăng đoàn. Phật dạy, mỗi khi nghe tiếng chuông, tất cả mọi người đều phải theo dõi hơi thở và thực tập chánh niệm. Tiếng chuông như vậy không phải chỉ có tác dụng thông báo giờ giấc, mà còn có tác dụng nhắc nhở mọi người trở về với chánh niệm nữa. Các vị đệ tử cư sĩ của Phật ngày nào cũng có lui tới Trúc Lâm để giúp đỡ công trình kiến thiết tu viện. Họ được Đại Đức Ca Diếp cho biết là ngày trăng tròn sắp đến, tăng đoàn sẽ bắt đầu an cư tu học tại Trúc Lâm. Đại Đức nói: đây là một dịp để các vị khất sĩ được thực tập đạo giải thoát trực tiếp với sự hướng dẫn của Phật. Họ sẽ có nhiều thời giờ học hỏi và thực tập hơn trong mùa an cư. Đồng thời họ cũng tránh được sự dẫm đạp lên các loại côn trùng thường xuất hiện rất nhiều vào mùa mưa trên các con đường, nhất là những con đường nơi thôn giả. Trong thời gian 3 tháng an cư của các thầy, quý vị có thể đem thức ăn tới cúng dường Phật và tăng đoàn. Quý vị có thể họp nhau để tổ chức việc cung cấp thực phẩm cho tăng đoàn. Như thế thì sẽ không có ngày nào thức ăn bị dư hoặc thiếu. Tất cả các vị thí chủ, dù là người nghèo khổ nhất và chỉ có thể cúng dường một vài chiếc bánh chapati, cũng đều được mời ở lại để nghe Phật hoặc một vị cao đệ của người thuyết pháp. Mùa an cư sẽ đem lại nhiều tiến bộ cho sự tu học của tăng đoàn cũng như là của các vị đệ tử tại gia.
Đại Đức Ca Diếp lãnh đạo tăng đoàn rất giỏi, mà tổ chức giới cư sĩ cũng giỏi. Thầy đã hội họp với những vị thí chủ của tu viện và đã giúp cho họ điều hợp việc cúng dường cùng hỗ trợ tu viện. Các vị khất sĩ ngoài áo cà sa, bình bát và nệm ngồi thiền còn được cúng dường một chiếc khăn lau mặt và một chiếc lọc để lọc nước uống nữa. Ngày an cư đã đến và thời khóa tu học do các vị trưởng thượng ấn định đã được tăng đoàn chấp hành theo một cách nghiêm chỉnh. Buổi sáng và lúc đầu canh tư đã có chuông báo thức. Sau khi rửa mặt, các vị khất sĩ bắt đầu thiền tập ngay tại chỗ của mình. Mọi người thực tập thiền tọa và kinh hành nhiều lần cho đến khi mặt trời đã lên tới đầu ngọn tre. Sau đó là giờ đi khất thực. Đại chúng chỉ nghỉ đi khất thực vào những ngày có thí chủ cúng dường thực phẩm đầy đủ cho tu viện. Vào những ngày này, các vị khất sĩ có thể sử dụng thời giờ buổi sáng để đi tìm vị y chí sư của mình mà học hỏi thêm về giáo lý, cũng như tham vấn về những điều mình chưa nắm vững trong lĩnh vực giáo nghĩa cũng như trong lĩnh vực thực tập. Y chí sư là một vị khất sĩ đã đạt tới nhiều tiến bộ trên con đường học hỏi và thành trì. Các vị đại đức như Kiều Trần Như, A Thấp Bà Trí, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Bạc Đề Ly, Bà Phu, Mahana, vân vân đều là những vị y chí sư lớn. Mỗi vị phụ trách hướng dẫn 50-60 vị khất sĩ mới học. Có những vị y chí sư hướng dẫn 10 vị, có vị hướng dẫn 20 vị, có vị hướng dẫn 30 vị. Vị khất sĩ mới học nào cũng có y chí sư của mình. Đó là người huynh trưởng trong đạo mà mình cần nương tựa vào để học hỏi. Đại đức Ca Diếp đã cùng với Đại đức Xá Lợi Phất làm công việc phân phối này rất kỹ lưỡng trước ngày an cư. Vào đầu giờ ngọ, các vị khất sĩ đều đã có mặt tại tu viện. Họ mang bát đứng thành từng hàng dài ở sân cỏ bờ hồ. Sau khi đã được cúng dường hoặc đã san sẻ thực phẩm xin được cho nhau, mọi người ngồi xuống bãi cỏ và bắt đầu thọ trai trong im lặng. Buổi trai phạn hoàn tất vào cuối ngọ, mọi người quây quần bên Phật. Có khi người giảng dạy cho các vị khất sĩ và các vị cư sĩ được dự thính, có khi người giảng dạy cho các vị cư sĩ và các vị khất sĩ dự thính. Lại có những buổi người giảng dạy cho thiếu nhi và tất cả những người lớn tuổi của cả hai giới xuất gia và tại gia dự thính. Thường thường trong các buổi giảng cho trẻ em, Phật hay dùng những chuyện tiền thân. Có khi các vị đại đức cao đệ của Phật đứng ra giảng dạy thay cho Phật. Những lúc ấy Phật ngồi nghe, và người thường mở lời khen ngợi khi đạo lý giải thoát được diễn bày một cách đúng mức và thông minh. Sau buổi thuyết pháp, với đệ tử tại gia ra về, mọi người có được một thời gian nghỉ ngơi. Sau đó chuông lại báo hiệu giờ thiền tọa và thiền hành. Các thầy thực tập hoặc tham vấn và học hỏi cho đến đầu giờ hợi mới đi nghỉ. Phật thường thiền tọa cho đến nửa đêm. Người hay bắt chiếc chõng tre ra trước tịnh xá ngồi cho mát, nhất là vào những đêm có trăng. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, người ưa đi thiền hành quanh bờ hồ rồi mới trở về thiền tọa. An lạc và thư thái, người không cần ngủ nhiều giờ như các vị khất sĩ trẻ tuổi. Đại đức Ca Diếp cũng thức rất khuya để thiền tập. Vua Tần Bà Sa La cũng rất siêng năng đến Trúc Lâm để thăm Phật và tăng đoàn. Vua không đem theo hàng trăm người như lần đầu đi gặp Phật ở rừng Kè. Những lần đi thăm Phật ở Trúc Lâm, vua chỉ đem theo Hoàng hậu Vi Đề Hy và Thái tử A Xà Thế. Có khi vua đến một mình, để xe tứ mã và quân hầu phía ngoài tu viện, vua đi bộ vào tịnh xá của vị đại Sa Môn. Có một hôm, thấy các vị khất sĩ ngồi trong mưa để nghe giảng, vua bạch với Phật xin xây một pháp đường, trong đó chư vị xuất gia có thể thọ trai và nghe pháp. Được sự chấp thuận của Phật, pháp đường được xây dựng ngay sau cuộc viếng thăm của vua. Pháp đường không những che mưa nắng cho trên 1.000 vị xuất gia, mà còn che mưa nắng được cho khoảng 1.000 vị đệ tử cư sĩ nữa. Từ hôm pháp đường được xây dựng xong, đời sống của tu viện đã bắt đầu có đủ tiện nghi. Phật đưa vua vào thăm tịnh xá bằng tre của mình và mời vua ngồi thử trên chiếc chõng tre của Phật. Thầy thị giả của Phật cũng đã đóng cho Phật hai chiếc ghế bằng tre để Phật tiếp khách. Một hôm,
Phật mời vua ngồi chơi với Phật trên những chiếc ghế tre đặt trước tịnh xá. Sau một hồi đàm đạo, vua tâm sự với Phật: Trẫm có một đứa con trai khác mà Phật chưa gặp. Trẫm rất muốn nói và mẹ nói tới thăm ngài. Thưa Thế Tôn, mẹ nó không phải là hoàng hậu Di Đề Hy. Mẹ nó tên là Amba Pali. Nó tên là Kỳ Bà, năm nay 16 tuổi. Mẹ của nó cư trú tại Tiệt Xá Ly, phía bắc thành phố Hoa Thị. Amba Pali không ưa đời sống chật hẹp trong cung cấm. Amba Pali cũng không màng chức tước và địa vị, nàng chỉ thích tự do. Trẫm đã ban cho hai mẹ con mấy cơ sở để tự túc kinh tế, trong đó có một vườn xoài rất đẹp. Kỳ Bà rất thông minh và đôn hậu. Kỳ Bà cũng không thích chính trị và quyền bính. Hiện nó đang ở gần thủ đô và đang học nghề y sĩ. Trẫm thương nó lắm, cầu xin Phật thương nó như trẫm đã thương. Nếu được đức từ bi chấp nhận, trẫm sẽ bảo nó về đây thăm ngài và để được học hỏi với ngài. Phật mỉm cười lặng thinh, đó là dấu hiệu người ưng thuận. Vua chắp tay chào Phật và từ giả. Một buổi chiều hôm nọ, có hai người khách đặc biệt tới viếng Phật ở tu viện Trúc Lâm. Hai người ấy đến từ quê hương của Phật, kinh đô Ca Tỳ La Vệ. Đó là Ca Lưu Đại Di và Sa Nặc. Ca Lưu Đại Di là bạn học từ thuở bé với Phật, và Sa Nặc là người ngày xưa thường đánh xe đưa Phật đi. Cuộc gặp gỡ này làm ấm cả Trúc Lâm tịnh xá. Phật xa nhà đã 7 năm, và người rất muốn được nghe tin tức quê nhà. Người hỏi thăm Ca Lưu Đại Di về Phụ Dư, Hoàng Hậu, Gia Du Đà La, Nang Đà, Tôn Đà Lợi, La Hầu La và tất cả những người thân thuộc. Ca Lưu Đại Di tuy còn rất khỏe, nhưng nét mặt đã dạng dày gió bụi. Sa Nặc thì đã già hẳn đi. Hai người được Phật tiếp chuyện rất lâu trước túp điều tranh của người. Ca Lưu Đại Di đã có chức tước quan trọng trong triều và đã trở nên một trong những người phụ tá thân tín của vua Tịnh Phạn. Ông nói là tin Phật thành đạo và đang hành hóa ở vương quốc Ma Kiệt Đà đã được chuyển về Ca Tỳ La Vệ liên tiếp từ 2 tháng nay. Ai nghe tin này cũng mừng rỡ. Mừng rỡ nhất là vua, hoàng hậu và Cù Di, tức là lệnh bà Gia Du Đà La. Khi nguồn tin đã được liên tiếp xác nhận, vua đã ủy thác cho Ca Lưu Đại Di đi mời Phật trở về quê hương. Ca Lưu Đại Di rất sung sướng được vua giao cho trách vụ này. Ông để ra 3 hôm để chuẩn bị chuyến đi, và suốt cả mấy đêm ông không ngủ được vì náo nức trong lòng. Ông đã qua thăm Gia Du Đà La để trình bày với phu nhân về chuyến đi. Phu nhân mừng rỡ và đề nghị để cho Sa Nặc đi theo. Khi được báo tin là sẽ được cùng thượng quan Ca Lưu Đại Di đi mời Phật, Sa Nặc đã mừng rơi nước mắt. Hai thầy trò đã đi tới gần 1 tháng mới tới được tu viện Trúc Lâm. Theo lời Ca Lưu Đại Di thì sức khỏe Phụ Dương đã có phần suy giảm. Ngài vẫn còn sáng suốt, và hiện nay ngài có đủ người phụ tá giỏi trong công việc triều chính. Hoàng hậu Kiều Đàm Di vẫn còn rất tráng kiện. Hoàng tử Nang Đà đã lớn và cũng đã đính ước với một tiểu thư con nhà dòng dõi tên là Kalidani. Nang Đà rất đẹp trai mà rất ưa chân diện, nhưng tính tình không được cương nghị cho mấy. Tôn Đà Lợi, em gái của Phật, đã trở nên một cô thiếu nữ kiều diễm. Phu nhân Gia Du Đà La thì từ ngày Phật đi đã bỏ hết mọi đồ trang sức. Bà ăn mặc rất giản dị. Bao nhiêu vật quý giá trong cung bà đã cho đem bán hết để lấy tiền giúp vốn cho những gia đình túng quẫn nhất ở các xóm nghèo. Nghe Phật mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bà cũng bắt đầu mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Bà vẫn còn làm việc từ thiện xã hội như xưa với sự góp công góp sức của Hoàng hậu Kiều Đàm Di. La Hầu La đã trở thành một cậu bé 7 tuổi, xinh đẹp, mạnh khỏe, hai mắt đen láy, thông minh và quả cảm. La Hầu La rất được ông nội và bà nội cưng quý. Cưng quý không khác gì cưng quý Tất Đạt Đa ngày xưa. Những điều Ca Lưu Đại Di đã nói đều được người đánh xe Sa Nặc xác định. Phật ngồi nghe và cảm thấy rất ấm lòng. Cuối cùng,
Ca Liêu Đại Di hỏi Phật chừng nào người có thể lên đường trở lại quê hương. Phật nói: đầu mùa xuân ta sẽ về. Bây giờ đang là mùa mưa, việc du hành đã trở nên không thuận lợi. Vả lại trong số 1250 vị khất sĩ, có rất nhiều vị còn non yếu trên con đường thực tập. Sau mùa an cư này họ sẽ vững vàng hơn, và ta có thể an tâm hơn để ra đi. Ca Liêu Đại Di, bạn hãy ở lại đây chơi một tháng, Sa Nạc cũng vậy. Sau đó các vị có thể về nước và báo tin cho phụ vương ta hay là đầu mùa xuân ta sẽ lên đường trở lại quê hương. Ca Liêu Đại Di và Sa Nạc lưu lại tu viện Trúc Lâm như những người khách. Họ làm quen với các vị khất sĩ. Họ thấy được nếp sống thanh tịnh, an lạc của người xuất gia. Họ thấy được ảnh hưởng của đạo giải thoát trên tâm hồn và trong nếp sống hàng ngày của người xuất gia. Ca Liêu Đại Di ngày nào cũng được gần gũi Phật. Ông quan sát Phật rất kỹ. Ông thấy được sự thảnh thơi mầu nhiệm của Phật. Con người này đã đạt tới chỗ không còn mong muốn hay tìm cầu một cái gì khác nữa. Phật như một con cá thảnh thơi trong nước, như một đám mây thảnh thơi trên trời. Người hoàn toàn an trú trong hiện tại. Cái nhìn và nụ cười của Phật chứng minh rằng Phật đã đạt tới tự do tuyệt đối của tâm linh. Không còn gì có thể ràng buộc được con người này, nhưng cũng không ai có được sự hiểu biết và lòng thương yêu rộng lớn và không điều kiện của người. Ca Liêu Đại Di thấy người bạn học năm xưa đã bỏ mình xa quá trên con đường tâm linh. Ông bỗng ước ao được sống đời sống tịnh lạc của một kẻ xuất gia dưới sự hướng dẫn của Phật. Ông muốn bỏ hết địa vị, chức tước và những lo lắng phiền muộn của cuộc sống lợi danh. Sau ngày thứ bảy cư trú tại Trúc Lâm, ông ngỏ ý xin Phật xuất gia. Phật hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng người đã gật đầu chấp thuận. Sa Nạc là một người hầu cận rất trung thành. Thấy Ca Liêu Đại Di được xuất gia, ông cũng muốn được xuất gia. Nhưng ông nghĩ rằng ông không thể xuất gia nếu không xin phép lệnh bà Gia Du Đà La trước. Vì vậy ông tự bảo phải chờ đến khi Phật trở về Ca Tỳ La Vệ.